quả cho mọi người. Giống như tụi mình là tự hào là mình khoe đó, mình hãnh diện mình khoe với mọi người vậy đó, đúng không nè? Dạ. Thì cuối năm nay con sẽ ra một bài hát ca khúc rất là mới. Con nghĩ là chắc phải đầu năm sau thì MV đó có được khách hàng gì ạ? Để trước mắt là con đó. À, còn cái show sắp tới gần tới đây là con được tham gia live show của cậu bố Hoài Linh kỷ niệm 30 năm ạ. Cảm ơn Thích Nhung và kính thưa quý vị, cũng như Thích Nhung đã chia sẻ thì mỗi cô bé cũng chỉ như Thích Nhung và Thiên Đã nói chung là cả cùng chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm nay.